Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia các bạn trận đấu rất hay giữa Yêu Ma Tạo Nhâm Lỗi và Lý Bỉnh Hiền. Trận này thì Tạo Nhâm Lỗi cầm đội đi tiên, Lý Bỉnh Hiền cầm đen thủ hậu. Trận này diễn ra năm 2019, mời bạn thân thức.
将军。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 
将军。将军。将军。Pháo 5 tấn 7 chém tượng. Trên đây thì Lý Bính Hiền không còn gì để chơi nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.